Với tâm trí thì tương lai là điều không bao giờ xảy ra. Khi chúng ta vẫn còn đồng nhất mình với tâm trí thì những quyền năng vô hạn đang ẩn tàng trong ta vẫn sẽ không có cơ hội được biểu hiện. Tâm trí giống như bức màn ngăn che quyền năng vô hạn đang hiện hữu trong chúng ta. Tâm trí cũng giống như những áng mây đen che lấp đi ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Ánh sáng của mặt trời, mặt trăng là ví dụ cho trí tuệ giác ngộ sẵn có trong mỗi chúng ta. Khi vạn vật mất đi ánh sáng của mặt trời, tức là trí tuệ giác ngộ, thì sự sống sẽ không còn tươi nhuận. Khi ta đồng nhất mình với tâm trí thì cũng giống như vậy. Sự sống của ta cũng không được tươi nhuận. Ta cũng sẽ không thể tiếp xúc được với thực tại linh động, tuyệt vời trong giây phút đang là này. Chúng ta chỉ chạy theo những lối mòn do tâm trí vẽ ra. Tâm trí cài đặt và quanh quẩn trên những lối mòn đó mà không thoát ra được. Những lối mòn của tâm trí vẽ ra thường tạo nên những cảm xúc của khổ đau, tiêu cực. Vì vậy, càng chạy theo tâm trí, càng bị tâm trí cuốn đi, thì ta càng khó có thể có được hạnh phúc. Và ta lại không thể có được sự thỏa mãn trong giây phút hiện tại, giây phút đang là này. Và như thế, tâm trí lại tiếp tục vẽ ra cho ta những viễn cảnh, những hình ảnh trong tương lai. Và tâm trí cho đây chính là lối thoát cho những khổ đau hiện thời. Nhưng với tâm trí thì tương lai là điều không bao giờ xảy ra. Nếu như tương lai ấy mà có xảy ra thật sự thì nó phải xảy ra ngay giây phút đang là này. Vì sự sống thật sự chỉ có mặt trong giây phút đang là này mà thôi. Như vậy, cách mà chúng ta thoát ra khỏi những đám mây, những lối mòn do tâm trí vẽ ra là chúng ta phải sống được với giây phút đang là này.